Hello, xin chào tất cả anh em nha. Mình là Châu Đức Đạt đến từ vị trí 60 Garden Shop. Thì hôm nay mình sẽ soạn hàng anh em đi tỉnh nè. Đó, đầu tiên là mình chốt một cái bộ đen phô, một cái gấp bắt dành cho anh em Sigurd màu đen và một cái ống ga nè. Rồi xong qua đơn tiếp theo, chốt một cặp mâm Xmod 5 cây màu trắng dành cho anh em Rider Sachi này nha. Về là gấp như zin thôi, xài đĩa zin có mâm rồi. Thì bây giờ mình chốt thêm một cặp giỏ Chenta size 50-60 nữa nè. Đó, rồi xong lụm lúa rồi. Tiếp theo có giỏ thì buộc phải chốt thêm cặp ruột nữa nha. Chưa dừng lại ở đâu, thằng em mới chốt thêm một cặp chụp cốc nữa nè. Rồi xong qua đơn tiếp theo là một cái đầu si hello màu đỏ nè nha anh em. Đầu này không phải là 2 tầng đầu, đầu si hello. Chốt đơn mới là một cặp niền Yoko màu đen size 1.4-1.6 về thay thế niền jean nè nha. Rồi qua đơn tiếp theo là một cái gấp DT10 dành cho ad 135 nè nha. Rồi có thể gắn cái ad 150 luôn đó anh em ơi. Cái bill này cũng không bự lắm nhưng mà nó cũng là một cái gì đó rất là cồng kềnh nha anh em. Đó, chốt thêm hai con heo nữa nè, heo Nistin nha. Đó xong rồi, có heo rồi, bây giờ phải chốt thêm một cặp dây dầu trước sau nè. Đó, dầu một rim, chốt dây dầu rồi thì bây giờ chốt thêm một cặp đĩa nè. Đó, trước sau nè nha. Đó, trước là size 220, sau là 1:9 nha. Đó rồi xong, có heo rồi, có đĩa rồi, bây giờ phải chốt thêm cặp bát nữa nè. Trời ơi tốn quá. Tốn tiền ai chứ phải tốn tiền tôi đâu, quá trời đã à. Được anh em ủng hộ quá trời vui, quá trời sướng rồi. Đó thì bây giờ tặng logo cho anh em rồi nha. Sau, bây giờ tới chương trình bán hàng tại tiệm cho em trai nè. Đó, một cái chân trống inox và một cặp cái chân take nè he. Quay qua quay lại thì có thằng em trai tới nè. Đó, gắn một cục IC spark dành cho 135 nha. Về là chỉ cần tháo mặt nạ ra, gắm cái cục IC vô là lụm lúa nổ máy lẹm lẹm. Chưa được nghỉ ngơi nữa thì có chị đi đường xa nè. Đó, ghé thay một chai nhớt botun nha. Đó, dành cho tay ga nè. Rồi xong, vừa đặt cái đít xuống ngồi thì đậu phộng nó phải đứng lên lại nè. Đó, thay nhớt cho thằng em trai nè, một chai nhớt ly quy nha anh em. Đó, dòng này thì không cần giới thiệu nhiều anh em ơi, trên cả tuyệt vời. Thay nhớt cho thằng em xong thì bây giờ tới thằng em khác nữa nè. Đó thì thằng em này là học sinh nha anh em, chốt những cái đơn những cái bill linh tinh thôi, nhỏ nhỏ thôi, bao tay gù rồi, đầu xía lô rồi nè. Đó, lụm lúa. Và đây đây đây, trời ơi, chốt một cặp phục rồi nha. Phục này là phục các kênh boy đen ti vàng nè, có bình dầu luôn nha, dành cho anh em Sigurd mãi đỉnh. Lụm lúa tiễn thằng em đi về nè. Rồi xong, bây giờ tới thằng em tiếp theo là một cây bô nè. Bô này bô 2x10 móc nha, lụm lúa luôn. Rồi xong, anh shipper cũng đã tới rồi anh em ơi. Anh em có cần đặt hàng hay mua hàng thì kênh boy trực tiếp cho Châu Đức Đạt nha.